rút cái đầu nó ra trước này, dính nó này nè, thành phong rồi không, bỏ ra giữa cái bụng nè, móc cái này ra nè, cái này của nó nè, móc cái này ra, móc cái bụng này, cái đầu vô nè, cái chẻ nè nè, cái này vô nè. Lột da nữa nè, nó đưa ngay cái cạnh nó lột nè. Cái đầu này nè, móc cái này ra, cái này bị bể mực rồi nè, móc cái này ra đó, lấy cho nó sạch sẽ, cắt mắt nó ra, móc cái răng của nó ra, cắt cái mắt nó lấy ra, ra mấy cái răng của nó nè đó, ra nè ha. Rồi xong, để thôi rửa sơ lại. Rồi cắt lấy mấy cái dơ nè. Đây nè, không mấy cái này nó ra nè. Lấy mấy cái này nè. Đó, mấy cái sình của nó nè. Bị sình rồi, có muối vô rửa sơ rồi đó lại. Trong bụng nó bắn ra dơ kìa. Phải làm kỹ. Cạo mấy cái đầu này ra hết nè. Muối vô mình ngâm cho nó sạch sẽ ra. Các bạn thích thì nhấn nút like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.